Thầy lừa đa cấp. Ôi con tôi, chúng ta phải làm sao bây giờ đi? Phải bình tĩnh mình ạ. Chúng ta kiếm thầy lang khác chữa cho con. Mình yên tâm, kiểu gì con cũng sẽ khỏe lại thôi. Cô chú Tư có nhà không đấy? Bác Ba đến ạ. Tôi mang ít gạo sang cho cô nấu cháo cho thằng bé. Cảm ơn bác, lúc nào cũng giúp đỡ nhà em. Ơn hợi gì, cô chú khách sáo quá. Mà thằng bé thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác ạ, vợ chồng em cũng lo lắm. Tôi bảo này, thằng bé bị bệnh đã chữa mấy nơi rồi mà không khỏi, có khi là bệnh âm cũng nên. Bệnh âm ấy ạ? Thì chữa mãi còn gì, bệnh âm là không thể chữa khỏi bằng thuốc được đâu. Nghe nói ở làng Bùng có một thầy pháp cao tay lắm, đoán được vận mệnh, thấy rõ tương lai, còn chữa được cả bệnh nữa đấy. Thầy bảo nhiều người theo chữa bệnh khỏi lắm. Nghe lời tôi, cô chú thử tới đó một lần xem sao, biết đâu đúng bệnh lại chữa khỏi. Vâng, để nhà em suy nghĩ thêm đã. Chắc cũng phải vậy thôi. Ừ, nếu đồng ý thì báo tôi dẫn đi. Thế nha, tôi phải về cái đã. Vâng, cảm ơn bác. Mình định nhờ thầy pháp chữa cho con thật sao? Thì cũng phải thử xem. Chúng ta đã đi 3-4 thầy lang rồi mà có ăn thua gì đâu. Bệnh của thằng bé chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn nữa. Nhưng cũng không thể tin vào thầy pháp được, đấy là mê tín. Chẳng ai có thể nhìn thấy trước tương lai, có thể trị được bệnh nhờ thần linh hay ma quỷ gì đâu. Vậy thì mình biết phải làm thế nào? Thì phải tin, chứ tin gì mấy ông thầy pháp. Nhưng em lại không thể để cho con phải chịu bệnh thế được, cứ kệ em. Ba la, ba la, ba la. Ba la, ba la, ba la. May mà hôm nay không đông lắm, chứ mọi khi người đứng ngoài sân đợi chật ních. Nghe nói trước kia nhà ông Phú Đại mất hộp trang sức, mà thầy chỉ nhìn qua gương là tìm lại được, lại còn cứu được cả người tắc thở sống dậy cơ đấy. Giỏi lắm. Thế cơ ạ? Người tiếp theo. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Người phụ nữ này đang cảm thấy rất phiền não phải không? Đấy, ông ấy nhìn qua đã biết ngay rồi. Hoan nhìn, ta đã thấy rồi. Người vốn thuộc dòng dõi con nhà đế vương, đại phúc đại lộc, nhưng chẳng may kiếp trước phạm sai lầm, nên kiếp này bị phạt phải chịu khổ. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Xin thầy hãy giúp cô ấy, cứu cháu nó đang bị bệnh nặng lắm mà. Biết rồi, không phải nói. Thầy cũng thấy cả, cơ mà đừng lo. Dù là khổ, nhưng nếu biết cách thì sẽ phục hồi lại được phúc lộc của nhà chị. Chỉ cần làm một cái lễ ta kêu cho, thì con chị sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vâng, xin thầy giúp con, thế nào con cũng xin theo ạ. Gặp được tôi thì nhà chị cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ làm lễ luôn cho nhà chị. Tiền lễ là 2.000. 2.000 cơ ạ? Nhưng em lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tôi sẽ cho cô vay. Bây giờ thằng bé là trên hết, phải chữa bệnh cho nó. Vâng ạ, đành phải thế vậy. Có cháy, bếp nhà thầy bị cháy rồi. Cái gì? Cháy ư? Ủa, có cháy ở đâu cơ chứ? Cháy ở đâu hả thầy? Có sao không ạ? May quá, không sao cả. Ai, kẻ nào bảo nhà ta bị cháy thế không biết? Thật là độc mồm độc miệng. Thầy bảo nhìn là biết hết cơ mà. Là tôi bảo đó. Sao anh ấy lại tới đây? Người thật to gan, dám đùa cợt với thần thánh hả? Tôi nào có ý đó. Chỉ là tôi có một thắc mắc. Ông tự nhận là thầy pháp, nhà tiên tri, đoán trước tương lai vận mệnh, nhìn rõ mọi việc, vậy mà lại không biết nhà của mình có bị cháy hay không. Ngươi! Ừ nhỉ. Mà thầy bảo chuyện gì cũng biết cơ mà. Đúng là lão rồi, bắt lấy lão ta. Tại sao lại bắt ta? Thả ta ra. Lần này thì khổ cho lão rồi, dám giở trò lừa đảo, mê tín dị đoan. Bao nhiêu người đâm đơn kiện ngươi rồi. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại ở đây? Tại tôi nói mà mình không nghe, nên tôi đành phải làm cách này. Ông ta bị bắt vì vừa bị nhiều người kiện vì tội lừa đảo đấy. Rõ ràng ông ta chẳng có tài cán gì, dùng thánh thần để lừa gạt mọi người thôi.
Tí nữa thì mất tiền. Thật là may quá đi. Vậy con chúng ta thì sao? Anh vừa tìm được một thầy lang giỏi lắm. Ông ấy hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Nếu không sẽ không lấy tiền. Bệnh phải chữa bằng thuốc, chứ không thể chữa bằng mê tín dị đoan được mình à. Có lẽ chú ấy nói cũng phải đấy. Chỉ vì lo lắng mà suýt chút nữa thì tiền mất tật mang rồi. Chúng ta mau đưa thằng bé đến thầy lang đi. Vâng, mình về thôi. Mưa sao băng. Căn cứ theo tình hình thời tiết, các tỉnh miền Tây sẽ là nơi có thể ngắm sao băng đẹp nhất. Bà nó ơi, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện ước mơ của bà rồi nè. Bây giờ già cả rồi, đi cũng bất tiện ông ạ. Có gì bất tiện chứ, ai nói là già rồi thì không được ngắm sao băng. Chuyến này tôi nhất định phải đưa bà đi. Cháu mời ông bà mua bánh ạ. Cháu cho bà một cái thôi nha. Dạ. Từ đây đến đội chuông còn xa không cháu? Dạ không xa lắm đâu ạ. Ông bà ra khỏi bến xe rẽ trái đi thẳng rồi hỏi đường tiếp nha. Ông bà đi xem sao băng phải không ạ? Sao cháu biết? Vì tối nay anh em cháu cũng đến đó xem. Đồi chuông rất đẹp và cũng là vị trí ngắm sao băng thuận lợi nhất đấy ạ. Vậy thì hẹn gặp cháu ở đó nha. Vâng, ông bà đi cẩn thận nhé. Ông ơi, hình như mình đi lạc rồi. Sao chỗ này lại vắng vẻ thế? Tôi cũng thấy vậy ấy đó bà ơi. Ôi, cướp! Bây giờ biết làm sao hả ông? Tiền và điện thoại đều ở trong cái túi đó. Giờ phải tìm cách gọi điện về nhà bà ơi. Con mình làm cảnh sát, chắc nó sẽ có cách tìm ra tên cướp. Gọi giờ này cũng vô ích. Giờ chúng nó đã đi làm về đâu ông? Số di động thì không nhớ. Cháu chào ông bà. Ông bà vừa gặp chuyện gì phải không ạ? Là cháu đây ừ. Buồn quá cháu ơi. Ông bà vừa bị giật mất túi đồ. Tiền và điện thoại đều ở đó. Trời sắp tối rồi mà ông bà vẫn ở đây, e rằng không an toàn đâu. Ông bà cũng không biết làm thế nào nữa bây giờ. Hay là ông bà về tạm nhà cháu đi. Nhà cháu gần đây thôi à. Nhà cháu nhỏ, nhưng vẫn còn hơn là ở ngoài này khi trời tối. Cháu tốt bụng quá, nhưng như thế lại phiền gia đình cháu. Không phiền gì đâu ạ. Nhà cháu chỉ có ba anh em. Anh trai cháu đi làm suốt. Ở nhà thường chỉ có hai anh chị em thôi. Ông bà coi như về chơi với chúng cháu một hôm cho vui. Nhưng mà... Thôi, ông bà cứ đi cùng cháu đi. Trời tối mà ở đây không tốt đâu. Thôi được, cảm ơn cháu nha. À, chị Thu về rồi, em nấu cơm rồi đấy. Em giỏi quá. Đây là ông bà Vũ, ông bà là khách từ xa tới. Sẽ ở chơi với chị em mình một hôm. Cháu chào ông bà. Ông bà chào cháu. Mời ông bà dùng cơm với chị em cháu ạ. Chị ơi, anh hai về muộn thế, nhỡ không kịp ngắm sao băng thì sao? Anh hai đã hứa rồi mà, chắc chắn là sẽ về kịp. Ngắm sao băng là mong ước của bà từ khi còn trẻ đấy. Chỉ có điều đến đây thì lại gặp cướp. Thôi, bà đừng nhắc chuyện buồn. Trong cái rủi có cái may, chúng ta vẫn gặp được hai cháu vừa ngoan vừa tốt bụng thế này. Ừ, ông nói phải. Phải rồi, ba mẹ các cháu đâu? Sao chỉ có các cháu ở với nhau thế này? Ba mẹ cháu mất lâu rồi, giờ chỉ có ba anh em cháu thôi ạ. Bà xin lỗi vì gợi lại chuyện buồn của cháu nha. Không sao ạ, anh em cháu rất hòa thuận, yêu thương nhau. Chỉ thương anh hai vất vả, phải cán đáng hết mọi việc trong nhà. Anh về rồi đây. Anh mượn được chiếc xe ngựa kéo. Chúng ta sẽ đi xe ngựa xem sao băng nhé. Hoan hô anh hai. Dạ, đây là ông bà Vũ. Họ trên đường đến đây ngắm sao băng thì bị cướp. Thấy trời tối rồi nên em đưa họ về tạm nhà mình anh ạ. Anh ơi, ông bà cũng muốn đi xem sao băng đấy. Sẵn tiện mình đưa ông bà đi xem sao băng luôn nhé. Thôi, ông bà không xem nữa cũng được cháu ạ. Ông bà thấy hơi mệt. Chẳng phải xem sao băng là ước mơ hồi trẻ của bà sao? Mục tiêu ở trước mắt rồi. Ông bà đừng từ bỏ ước mơ ạ.
Ông bà ơi, đi mau kẻo muộn. Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao. Bắt đầu rồi, sao băng kìa. Đẹp quá ông nó ơi. Xin hãy cho ba anh em con sống hạnh phúc suốt đời. Ba mẹ làm bọn con lo quá. Sao ba mẹ lại đi một mình thế? Ba mẹ không muốn gây ảnh hưởng đến công việc của các con. Ba mẹ có nhớ mặt kẻ cướp không ạ? Con sẽ tìm ra kẻ đó cho. Hắn có khuôn mặt tròn, mắt tí hí thì phải. Tôi lại nhớ là hắn mặt dài, mắt hai mí đây chứ. Trời đất, ba mẹ bị dọa sợ quá hay sao mà mỗi người nói một kiểu thế này? Ba mẹ già rồi, không nhớ rõ nữa đâu. Thôi, coi như của đi thay người con ạ. Cảm ơn các cậu đã giúp ba mẹ tôi lúc khó khăn. Tôi sẽ hậu tạ cậu sau. Không có gì đâu ạ. Bà nó ơi, lại mà xem này. Tôi đi tập thể dục về á thì thấy chiếc túi của bà, trong túi có thư nữa. Cảm ơn ông bà đã không nói ra sự thật. Cháu xin trả lại cho ông bà những gì đã lấy. Cháu hứa sẽ thay đổi và không làm những việc như vậy nữa. Kính chúc ông bà mạnh khỏe. Con đường làng. Thật chẳng công bằng gì cả. Bà Mùi, sao thế ông Sửu? Chuyện lớn rồi bà ơi. Có chuyện gì thì ông cứ từ từ mà nói. Sao lúc nào ông cũng nóng vội thế? Chuyện này không nóng vội không được. Qua đây tôi bảo. Đây bà nhìn xem, làng mình chuẩn bị làm đường bê tông. Chưa họp hành gì, nhưng trong làng người ta kháo nhau cả rồi đấy. Tưởng chuyện gì, thế thì tốt chứ sao. Có đường mới đi chả sướng hả ông? Ông nhìn xem, trời mới mưa xong, đường lầy lội thế kia cơ mà. Ôi, sướng cho mấy người trong đó, chứ sướng gì cho tôi với bà. Hay, sao lại không? Đường chung của làng mình cơ mà. Ôi, thì rõ là đường làng mình, nhưng mang tiếng là người làng như tôi với bà, có đi vào làng mấy đâu. Nói thật với bà là hai năm nay tôi chẳng đi vào đấy lần nào. Mình ở cạnh nhà ông Sửu mười mấy năm, thừa hiểu ông ta keo kiệt, bủng xỉn thế nào rồi. Lần này lại gì nữa đây? Bà thử nghĩ xem, nếu làng này bắt nhà tôi với nhà bà đóng tiền như mấy nhà trong làng á, thì liệu có công bằng không? Hóa ra là ông ta tiết tiền đóng góp làm đường. Tôi nghe anh xóm trưởng nói qua là làm đường bê tông có xã lo kinh phí, còn dân á, thì góp công thôi mà. Hay, thì cũng thế cả, như tôi với bà già yếu thế này, không góp công được á, thì phải thuê người làm. Chả là đóng tiền còn gì. Kể cũng đúng, nhưng có đáng bao nhiêu đâu. Với lại làng mình có con đường đẹp đẽ khang trang thì cũng mát mặt lắm chứ. Tôi không cần cái mát mặt ấy. Cứ chờ đến lúc họp xóm, kiểu gì tôi cũng yêu cầu được miễn giảm cho những gia đình ở mặt đường quốc lộ như chúng ta. Như thế thì mới công bằng. Công bằng? Đấy là ích kỷ thì có. Ông ý kiến gì kệ ông, tôi thì tôi chẳng tham gia. Này, bà Mùi. Người ta đang đấu tranh cho cả quyền lợi của mình mà không biết cảm ơn, lại còn... Được rồi, từ giờ mình sẽ không đi vào con đường làng này nữa. Thử xem có ai đòi được tiền công và công sức của mình vào đó không nào. Nhanh lên bà con ơi. Cố gắng để có đường mới to đẹp hơn các bác ạ. Đúng rồi, cố lên các bác. Thật là ồn ào, lại còn bụi bặm nữa chứ. Thật khó chịu. Đường mới đi thích quá. Trời, hình như con lợn nhà ông Sửu sổng chuồng. Thế này thì hàng xóm người ta mắng cho mất thôi. Phải gọi ông Sửu ra mà đuổi lợn nhà ông ấy về thôi. Ông Sửu đâu rồi? Ra đây nhanh lên. Lợn nhà ông sổng chuồng phá ruộng khoai nhà người ta đây này. Đâu? Sao nó ra được nhỉ? Bà thấy nó ở đâu?
Kia kìa, ông mau vào mà lùa lợn về, kẻo nó phá hết khoai nhà người ta. Chắc lợn nhà ông sủi bị sổng ra hay sao ấy. Để chúng tôi giúp một tay nào. Vâng, các chú giúp chúng tôi với. Bốn người chúng ta chặn bốn hướng, nó không thoát được đâu. May quá, ông sủ mau vác lợn về nhà đi. Vâng, vâng, cảm ơn bà Mùi. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ. May mà đường đẹp, không còn lầy lội như trước, nên đi cũng khỏe người. Chứ bế con lợn này mà đi đường lầy thì... Thế mà tôi nhớ ngày trước, ông bảo không bao giờ đi vào làng. Tôi không nghĩ con lợn nó lại... Hôm nay không có mấy người trong làng giúp, thì có khi ông chưa bắt được con lợn về ấy chứ. Đó là tình làng nghĩa xóm đấy ông à. Tôi hiểu rồi. Hôm nay đi trên con đường này, tôi thấy mình quá ích kỷ. Chỉ vì tiếc một khoản tiền đóng góp làm đường mà tôi đã... Đã suýt nữa mất hết xóm diện đúng không? Nay ông nhận ra được là tôi mừng rồi. Mai kia trong làng có hội họp, ông cứ vào rồi xem có đóng góp được gì thì đóng góp nha. Vâng, hôm nay tôi sẽ vào gặp trưởng thôn để xin đóng góp chút phần của mình bà. Sáu người hầu. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Mẹ của nàng mất sớm, đức vua lấy một bà hoàng hậu khác và bà ta đã giam cầm nàng trong tòa tháp cao nhất của lâu đài. Bà hoàng hậu vốn là một mụ phù thủy gian ác. Bà ta nắm mọi quyền hành và ghét cay ghét đắng nàng công chúa xinh đẹp. Bà ta muốn cả đời công chúa phải bị giam cầm trong tòa tháp ấy. Thần là dòng dõi quý tộc, xin hoàng hậu hãy cho phép thần được cưới công chúa ạ. Được, vậy hãy vượt qua các thử thách của ta. Đã có rất nhiều chàng trai vì si mê nhan sắc của công chúa mà xin được cưới nàng. Lần nào, hoàng hậu cũng đưa ra các thử thách rất khó khăn, khiến họ không thể vượt qua và phải bỏ mạng. Nhưng ở ngay nước láng giềng có một chàng hoàng tử. Dạ thưa cha, con muốn cứu công chúa tội nghiệp đó. Cha hãy cho con đi một chuyến xem sao ạ. Không được đâu con, ta nghe nói mụ hoàng hậu đó rất độc ác, không đời nào mụ ta để cho con được sống sót trở về đâu. Nhưng cha đã dạy con, thấy người bị nạn không thể không cứu. Cha hãy cho con đi cứu nàng đi. Ta tưởng đâu là đống cỏ chứ, hóa ra là ngươi à. Vâng hoàng tử, tôi là gã bụng to. Khi tôi phình bụng ra thì bụng tôi có thể to hơn thế này gấp 10 lần ấy chứ. Hoàng tử đi đâu mà lại qua đây? Ta đi cứu công chúa nước láng giềng. Không ai có thể cứu được nàng đâu. Bà hoàng hậu độc ác sẽ giết chết tất cả những ai có ý định cứu nàng. Cứu người là sứ mệnh của ta, ta vẫn sẽ quyết tâm. Nếu vậy thì hãy cho tôi đi theo. Tôi xin được làm hầu của hoàng tử, biết đâu tôi có thể giúp được gì. Anh bụng to, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi. Này anh kia, anh đang làm gì đấy? Ôi hoàng tử, là người phải không? Tôi đang nghe xem ở bên dãy núi kia có ai đó đang nói chuyện. Trời ơi, anh có thể nghe được xa thế sao? Tôi có thể nghe được cách đây cả ngàn dặm. Vậy thì anh tài thính, hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi đang trên đường đi cứu công chúa nước láng giềng đây. Thật vậy à? Thế thì cho tôi xin làm người hầu của hoàng tử, biết đâu tôi có thể giúp được mọi người việc gì. Trời ơi, gì thế này? Sao lại có người dài thế chứ? Tôi còn có thể vươn dài hơn thế cơ. Vậy thì anh người dài, anh hãy đi theo chúng tôi. Mỗi khi đi qua một đoạn đường, họ lại gặp một người kỳ lạ. Người thì có đôi mắt, hễ nhìn vào vật gì là vật đó nổ tung. Người thì rét run ngay cả khi trời đang nắng nóng. Và ngược lại, người thì có đôi mắt nhìn xuyên được qua mọi vật. Tất cả bọn họ đều xin làm người hầu của hoàng tử. Muốn cưới công chúa ư? Ngươi phải vượt qua được các thử thách của ta. Vâng, thưa hoàng hậu, người hãy giao cho tôi việc gì, nhất định tôi sẽ cố gắng. Vậy thì được. Trước đây, ta từng đi thuyền trên sông, không may bị rơi một chiếc nhẫn ngọc. Hãy tìm nó về cho ta. Vâng, thưa hoàng hậu, nếu tôi tìm được chiếc nhẫn, người sẽ cho tôi cưới công chúa chứ? Được, ta đồng ý. Trời ơi, tìm một chiếc nhẫn rơi xuống sông ư? Các anh quên tôi chính là anh mắt sáng ư?
tôi có thể nhìn thấy nó. Kia rồi, nó bị mắc ở đáy hồ, dưới một dải san hô. Chúng ta cùng ra sông thôi. À, tôi nhìn thấy nó ở đằng kia kìa. Tôi có thể vươn ra được tế bào bên kia cơ, nhưng anh có chỉ thế thì tôi cũng không thể nhìn thấy được. Vậy phải làm sao bây giờ? À, anh bụng to, anh có thể hút cạn nước sông được không? À, tưởng vậy, chuyện nhỏ thôi, để tôi. Người có thể tìm được nó sao? Vâng, thưa hoàng hậu, giờ thì công chúa ở đâu? Người sẽ giữ lời hứa với tôi chứ? Người tưởng dễ như thế à? Đừng không! Đốt cháy căn phòng này cho ta! À, trời ơi! Đó chính là căn phòng hoàng tử vừa vào mà! Bà ta không giữ lời hứa rồi! Mà cứu hoàng tử! Ồ, tôi lạnh rét run đây! Hãy để tôi có thể nhảy qua lửa mà không cháy! Cho tôi nhảy vào lửa đi! Tôi rét quá rồi! Nhưng anh rét run ơi! Làm sao anh leo lên được đó lúc này? Tôi là anh thân dày đây! Để tôi đưa anh ta lên! Giờ thì chúng ta phải tìm cách cứu công chúa thôi, không thể trông chờ sự đồng ý của hoàng hậu được. Theo ta biết, công chúa bị nhốt ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài này. Giờ thì chúng ta hãy tìm cách lên đó đi. Khoan đã, chuyện gì thế anh Tài Thính? Tôi nghe thấy tiếng công chúa đang khóc, không phải là ở đây. Cô ấy đang bị nhốt trong một căn hầm sâu trong núi cơ. Có lẽ mụ hoàng hậu đã mang nàng tới đó rồi. Chúng ta hãy mau đi tới đó đi. Anh mắt sáng, giờ thì anh hãy nhìn vào vách núi đây. Ta đến cứu nàng đây, hãy mau ra khỏi đây cùng ta. Chàng đến cứu ta ư? Hoàng hậu độc ác lắm, chúng ta sẽ không thể thoát được đâu. Nàng đừng lo, ta có rất nhiều người anh em tài giỏi, hãy mau theo ta. Đuổi theo chúng nó, giết hết chúng nó cho ta, không tha một ai. Trời ơi, hoàng hậu đuổi gần chúng ta rồi kìa. Nàng đừng lo, đã có anh bụng to rồi. Anh bụng to, hãy thả nước trong bụng của anh ra đi. Hả? Chạy mau! Nước! Vậy là hoàng tử đã tiêu diệt ngũ phù thủy độc ác và cứu được công chúa. Chàng đưa công chúa về đất nước của mình và họ có một đám cưới linh đình trong niềm vui hân hoan của vua cha và những người hầu tốt bụng tài giỏi. Toan tính của lái buôn. Đợt này, mình với bác Văn đi lấy hàng dễ độ cũng mất 1-2 tuần ấy nhỉ? Phải mất cả tháng ấy, còn phải đi chỗ này chỗ kia xem giá cả thế nào rồi mới nhập hàng được. Cơ mà mình phải tinh ý một tí, xem nhà bác Văn mua bán mà học hỏi lấy ít kinh nghiệm, mánh khóe. Bác ấy làm ăn đã lâu, chắc chắn bỏ túi được nhiều mánh lới lắm đấy. Biết rồi, gớm lại cứ dạy thêm người ta. Cơ mà không thừa đâu. Mà này, chuyến này mình đi nhớ là phải biết tinh ý, để mắt, tính toán cho thật cẩn thận, khôn ngoan hơn người. Làm ăn kinh doanh là phải có nhiều mánh lới, sao cho phần lợi thuộc về mình nhiều nhất. Gớm, đã kinh doanh buôn bán bao giờ đâu mà làm như rành lắm ấy. Sao lại không biết? Cứ có mánh khóe là ắt sẽ được nhiều lợi lắm. Nghe tôi là không đi đâu mà thiệt. Mà buôn bán thì phải thế. Làm ăn khôn ngoan hơn, tính toán hơn thì người đó sẽ được. Được rồi, tôi sẽ để ý. Mình ở nhà không cần phải lo. Thôi muộn rồi, tôi đi sang nhà bác ấy. Tôi bán cho các ông thế này là giá thấp lắm rồi đấy. Tôi thừa biết ông chả dạy mà mua nhiều thế, hơn hẳn mọi lần. Cha này tinh phết. Anh đã đánh dấu các bao hàng của tôi chưa? Không lại lẫn với hàng của người đi chung thuyền. Tôi đã đóng các bao gạo cả rồi. Của anh là các bao màu xanh, còn của ông Văn thì bao màu đỏ, chỉ việc chuyển xuống thuyền thôi. Cảm ơn ông. Ông chu đáo quá. Anh đã chuyển hết hàng của mình ra chưa? Để mình còn mang xuống thuyền về không muộn. À vâng, vâng. Chết rồi. Thế này những bao gạo ở dưới sẽ ướt mất. Về nhà thế nào cũng phải phơi lại. Phải rồi. Chỉ bằng xếp hết hàng của anh Văn xuống dưới, hàng của mình xếp lên trên, vừa không bị ướt, lại sạch sẽ. Đúng vợ dặn phải tinh ý cấm có thừa. Nhìn anh mướt mải mồ hôi rồi kìa. Anh cứ ngồi nghỉ cho mát đi,
Để tôi sắp xếp lại đống hàng này trên thuyền cho đâu ra đấy. Cứ để thế này hơi lộn xộn. Phải đấy, để tôi giúp anh một tay cho nhanh. Có sắp xếp hàng lại ngay trên thuyền thôi mà. Anh không phải lo. Anh đã cho tôi đi nhờ thuyền. Chả lẽ việc nhỏ này tôi lại không giúp anh được. Vâng, nhờ anh nhé. Cũng mệt thật, chỗ anh em làm ăn lâu dài. Sau này đi đâu tiện thuyền, tôi lại báo anh đi cùng cho vui. Thế là xong, giờ chả phải lo gì nữa. Đảm bảo hàng của mình chỉ có khô mà thôi. Chuyến này đi thuận lợi quá. Gạo vừa ngon vừa rẻ, lại đẹp mã, thế nào mình cũng kiếm được kha khá. Sông đang yên đang lành, trời lại có mưa lớn thế này. Thời tiết xấu quá, lại quá nặng, hai vị vứt hết hàng hóa xuống, không lật thuyền bây giờ thì chết cả. Sao lại vứt đi được, bao nhiêu tiền của đổ dồn cả vào đấy. Nhanh lên, nếu không nhanh là không kịp đâu. Anh muốn mất hàng hay là mất bạn đây? Thôi, của đi thay người, không ai lường trước được bão tố anh ạ. Còn người là còn của, hay anh có ném hết hàng xuống không? Mau mau, kéo chết cả lũ bây giờ. Được rồi, thuyền đã dễ lái hơn rồi. Các vị ngồi xuống bám chắc, không cần ném hàng xuống nữa. Cơn giông bất chợt này sẽ qua ngay thôi. Chết không, số hàng đã mất, toàn là hàng của mình cả. Chúng ta an toàn rồi, sống yên biển lặng rồi. Chuyện đi biển, sóng to gió lớn ngoài biển là không ai lường trước được. Các vị kiểm tra lại hàng hóa, rồi chúng ta chuyển lên bờ thôi. Của tôi phần lớn hàng đã vứt xuống biển hết rồi, còn kiểm lại làm gì nữa. Bao nhiêu vốn liếng lần này cũng đi theo. May quá, những bao gạo của tôi vẫn còn nguyên, chỉ bị ướt đôi chút thôi. Chỉ cần phơi phóng lại, may vớt vát được một ít, về được thế này cũng là may lắm rồi. Thật không may thế nào, anh lại để hết hàng của mình lên trên. Xếp hàng thì xếp theo khoang chứ, ai lại xếp theo trên dưới. Đúng là người tính không bằng trời tính. Vẫn là tính, nhưng tính nhầm mất rồi. Đúng là tại con mụ vợ của mình, rồi mình cũng ngu muội mà nghe theo. Đừng chỉ nghĩ cho mình, tham lợi là thế đấy. Khoai ơi, mất hết cả chì lẫn chài là tất yếu thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!